2 đến 3 lần em tham gia giải VTV8 rồi ạ. Và giải VTV8 thì cũng là một trong những giải mà uy tín tại Việt Nam hiện tại bây giờ hàng năm, và cũng là một trong những giải mà chuyên môn rất là chất lượng. Tất cả những vận động viên từ miền Bắc hoặc là tất cả các tổ quốc Việt Nam mình đến tham gia. Đây là lần đầu tiên con tham gia giải VTV8 và cảm xúc của con rất là hồi hộp và háo hức để vượt qua, hoàn thành được chính mình để giành được giải trong lần này. Cái giải đấu này nó có cái đặc biệt là chấp điểm, và nó là cái để mà bọn em rèn luyện thêm cái trong thi đấu, cái chiến thuật trong thi đấu được tốt lên. Kính thưa toàn thể quý vị, sau đây là nghi thức lễ chào cờ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý và quý vị lãnh đạo cùng toàn thể các vận động viên, chúng ta sẽ cùng đứng dậy để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ quốc ca. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cờ. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị an tọa. Xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, các trưởng đoàn, các huấn luyện viên, lực lượng trọng tài, các vận động viên cùng toàn thể quý vị khán giả đã về tham dự buổi lễ khai mạc giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024. Kính thưa toàn thể quý vị, gần đây chúng tôi được nghe rằng là có một vận động viên, trong cái lần đầu tiên mà bạn ấy tham dự giải bóng bàn cúp VTV8 thì cái chiều cao của bạn ấy khi đó chỉ cao vừa qua cái bàn bóng bàn một chút thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì bạn ấy đã thi đấu ở trình độ rất là gần với chuyên nghiệp rồi. Cái câu chuyện này làm cho chúng tôi bồi hồi nhận ra rằng là hóa ra cái giải bóng bàn VTV8 đã đi qua một cái khoảng thời gian khá là dài. Và trong cái khoảng thời gian khá dài đó, chúng tôi không chỉ được chứng kiến sự trưởng thành của những cá nhân mà chúng tôi còn được chứng kiến sự trưởng thành của một giải đấu. Từ lần đầu tiên tổ chức qua mỗi một năm thì chúng ta lại có khu vực thi đấu rộng hơn, chúng ta có số lượng vận động viên tham gia ngày một đông hơn, chúng ta có trình độ các vận động viên ngày một cao hơn, công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn, quy mô của giải đấu ngày càng hoành tráng hơn, và một cái điều quan trọng nhất là chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự tin cậy mà giải đấu nhận được thì cũng ngày một lớn hơn. Tại đây chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất cả những cá nhân, tất cả những đơn vị đã đồng hành cùng với giải bóng bàn truyền thống VTV8 trong suốt hành trình nhiều năm vừa qua. Trân trọng cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, năm nay thì giải bóng bàn VTV8 được tổ chức như là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2024. Kỷ niệm 54 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam ngày 7 tháng 9 năm 1970, 7 tháng 9 năm 2024. Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 hân hạnh phối hợp tổ chức giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 năm 2024 tại Cung Thể thao Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 năm 2000, tháng 8 năm 2024. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về tham dự lễ khai mạc ngày hôm nay. Về phía đại biểu thành phố Đà Nẵng, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Anh Thi, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Tấn Sử, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Thao, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng.
Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Công Tự, Giám đốc Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các hội, liên đoàn thể thao các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Về phía Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức giải. Trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng. Về phía đơn vị tổ chức giải kênh truyền hình quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, trưởng ban tổ chức giải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Hồ Thái, Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, Phó trưởng ban thường trực tổ chức giải. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Trương Vũ Quỳnh, Phó trưởng ban tổ chức giải. Trân trọng giới thiệu các thành viên ban tổ chức giải đến từ VTV8. Về phía nhà tài trợ giải, chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu ông Trần Hữu Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng. Bà Lê Thúy Nguyệt, Giám đốc Vận hành Bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng. Ông Phạm Quốc Trung, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Vũ, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Okani Việt Nam khu vực Đà Nẵng. Ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó Ban Sản xuất Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ông Phan Kim Trường Trinh, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng và lưu trú với hệ thống sinh thái Kén Bungalow. Ông Võ Công Bằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hải, Giám đốc Thiện Nhân Hospital Đà Nẵng. Luật sư Lê Văn Cao, Giám đốc Công ty Luật Hợp Danh FDVN. Ông Lý Minh Tám, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Lý Châu Giang. Ông Trịnh Anh Thư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thư Sport Dụng cụ Bóng bàn thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Anh Tuấn, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hỏa Châu Bóng bàn. Và đặc biệt chúng tôi trân trọng giới thiệu sự góp mặt của các trưởng đoàn, các huấn luyện viên, lực lượng trọng tài và hơn 300 vận động viên từ gần 80 câu lạc bộ đội bóng trên cả nước về tham dự giải năm nay. Cùng với đó là các thành viên ban tổ chức giải, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, trưởng ban tổ chức giải sẽ lên phát biểu khai mạc giải. Xin trân trọng kính mời nhà báo. Kính thưa bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Kính thưa ông Phạm Tấn Sử, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng. Kính thưa ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VV8 lần thứ 7 năm 2024. Thưa các đồng nghiệp đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đặc biệt là kính thưa các vận động viên, các huấn luyện viên, đội ngũ trọng tài, tất cả quý vị, những người yêu thích môn thể thao bóng bàn đang có mặt tại nhà thi đấu Cung Thể thao Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì bóng bàn là môn thể thao có từ rất lâu đời. Tuy nhiên thì ở tại Việt Nam thì đây cũng là một cái sân chơi mà thực sự không phải là có nhiều. Và VV8 đã là một trong những đơn vị khởi xướng để thực hiện một cái giải bóng bàn đi từ một cấp độ nhỏ cho đến ngày hôm nay chúng tôi đã trải qua đến 7 lần tổ chức. Và chúng tôi cũng thấy rằng rất là tự hào khi mà càng ngày càng có nhiều các đoàn vận động viên tham gia và ủng hộ. Và qua tất cả những cái thông tin mà chúng tôi được biết thì giải bóng bàn cúp VV8 mặc dù không nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, tuy nhiên cũng đã có những cái uy tín và tạo dựng được một cái sân chơi rất là bổ ích, rèn luyện về sức khỏe thể thao cũng như thúc đẩy cái sự phát triển
của môn thể thao bóng bàn tại Việt Nam trong những năm qua. Kính thưa tất cả quý vị, ở đây thì có rất nhiều các vận động viên, tổ trọng tài cũng như là các cái đoàn vận động viên đã tham gia với giải bóng bàn này từ những cái ngày đầu mà chúng tôi mới thực hiện. Chúng ta cũng biết được rằng cái giai đoạn khởi đầu rất khó khăn. Việc tổ chức một cái giải bóng bàn với một đơn vị như VV8 là một kênh truyền hình quốc gia cũng như với các nhà báo thì nó cũng là những cái công việc mà không phải nằm trong cái sở trường của chúng tôi. Tuy nhiên thì với cái sự ủng hộ rất nỗ lực, đặc biệt là cái sự ủng hộ của Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng trong 2 năm gần đây thì chúng ta đã có những cái điều kiện thi đấu rất là tốt. Chúng ta được sử dụng những cái trang thiết bị để thi đấu và được các nhà tài trợ rất là quan tâm. Và đây chúng tôi cũng thấy là những cái điều kiện để cho các vận động viên có thể phát huy hết cái khả năng của mình và cống hiến hết mình cho cái sự nghiệp thể thao của chính bản thân mình cũng như là cống hiến cho cái sự nghiệp thể thao của đất nước. Và tiếp nối những cái lần trước thì năm nay chúng tôi rất là vui mừng được chào đón hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 80 câu lạc bộ, đội bóng trên cả nước tham gia. Có những địa phương đã đến đây rất nhiều lần như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương. Các tỉnh thành đã có sự phát triển về bóng bàn như là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An. Trải qua các lần tổ chức, chúng tôi cũng xin ghi nhận sự đồng hành, hưởng ứng của giới chuyên gia bóng bàn. Và ở đây thì có sự tham gia rất là tích cực của các vận động viên chuyên nghiệp, các kiện tướng qua các thời kỳ. Và sự có mặt của các vận động viên chuyên nghiệp, các kiện tướng cũng là một nguồn khích lệ rất là lớn đối với các vận động viên khi tham dự giải này. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, với cái điều kiện của kênh VV8 là một đơn vị truyền thông, thì năm nay chúng tôi cũng thay đổi về phương án truyền thông, đó là những cái trận đấu hay nhất chúng tôi sẽ ghi hình lại toàn bộ và sẽ phát sóng lần lượt trên kênh VV8 ở trong các cái ngày tổ chức giải. Đồng thời sau những ngày tổ chức giải, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những điều kiện để bố trí khung phát sóng phát lại để phục vụ cho tất cả mọi người yêu thích môn thể thao bóng bàn có thể xem lại. Cuối cùng, tôi xin thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, các đồng nghiệp đã lan tỏa hình ảnh của giải đến với nhiều người. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các thương hiệu đã đồng hành vì tinh thần thể thao, vì một cộng đồng lành mạnh thể chất và tinh thần, đã chia sẻ trách nhiệm phối hợp cùng với VV8 tổ chức mùa giải Cúp VV8 lần thứ 7. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng bàn truyền thống tranh Cúp VV8 lần thứ 7 năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, trưởng ban tổ chức giải. Và kính thưa quý vị, chúng tôi tin rằng là vào lúc này với tinh thần thi đấu cao thượng và khát khao chiến thắng thì các vận động viên của chúng ta đã rất là sẵn sàng để bước vào những trận đấu kịch tính. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời vận động viên Đinh Anh Hoàng, huy chương vàng đôi nam nữ SEA Games 32, sẽ đại diện cho hơn 300 vận động viên tham dự giải đấu năm nay lên đọc lời tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời vận động viên Đinh Anh Hoàng. Kính thưa ban tổ chức, quý vị đại biểu, tổ trọng tài, các vận động viên cùng toàn thể quý vị khán giả. Tôi là vận động viên Đinh Anh Hoàng, xin thay mặt cho hơn 320 vận động viên tham dự giải bóng bàn Cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024 xin hứa thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, tôn trọng quy chế điều lệ giải và tuân thủ tuyệt đối các quyết định của trọng tài, ban tổ chức. Tham gia thi đấu một cách tích cực, đoàn kết, trung thực, cao thượng, nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất cùng đóng góp cho mùa giải lần thứ 7 Cúp bóng bàn VTV8 thành công rực rỡ. Xin hứa. Xin trân trọng cảm ơn vận động viên Đinh Anh Hoàng và xin chúc cho vận động viên cũng như là toàn thể hơn 300 vận động viên đang có mặt tại đây ngày hôm nay sẽ có những cái trận đấu thi đấu thật là hấp dẫn để chúng ta có những cái hình ảnh thật là tuyệt vời để xem ở trên sóng VTV8. Và tiếp theo,
Thưa quý vị, với tinh thần công tâm, khách quan và chuyên nghiệp thì tổ trọng tài chắc chắn rồi sẽ là những người bạn đồng hành tin cậy đối với tất cả các vận động viên cũng như là khán giả trong suốt những ngày thi đấu của giải bóng bàn Cúp VTV8. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời trọng tài Nguyễn Hồng Thương, đại diện cho tổ trọng tài giải bóng bàn Cúp VTV8 sẽ lên đọc lời tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các nhà tài trợ và toàn thể các vận động viên, huấn luyện viên. Tôi, Nguyễn Hồng Thương, trọng tài cấp quốc gia môn bóng bàn, đại diện cho lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng xin tuyên thệ điều hành các trận đấu một cách công bằng, chính xác, khách quan, đúng luật, đúng điều lệ ban tổ chức ban hành trên tinh thần thể thao trung thực và cao thượng vì sự phát triển môn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, miền Trung Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng vì thành công của giải. Xin thề. Xin trân trọng cảm ơn trọng tài Nguyễn Hồng Thương, trọng tài cấp quốc gia bộ môn bóng bàn. Và kính thưa quý vị, trong số hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên và cả trọng tài tham gia giải bóng bàn Cúp VTV8 năm nay thì có những người đã rất là nhiều lần tham gia giải VTV8. Họ là những người đam mê bộ môn bóng bàn, không quản ngại đường xá xa xôi hay là sự cản trở về tuổi tác. Và mỗi một lần mà VTV8 tổ chức giải bóng bàn, họ luôn rất là nhiệt huyết và sẵn sàng tham gia. Đây thực sự là một cái niềm khích lệ động viên rất là lớn đối với ban tổ chức giải. Chúng tôi xin được thực sự gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những vận động viên, tất cả những huấn luyện viên, tất cả những trọng tài đã có nhiều năm tham gia giải đấu của VTV8. Và đặc biệt chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu các vận động viên có tên sau sẽ nhận quà từ ban tổ chức và nhà tài trợ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời 6 vận động viên. Vận động viên Nguyễn Thành Nhân từ đội Bon Lucky Huế. Xin trân trọng kính mời vận động viên Hoàng Ngọc Hà từ đội Bon Lucky Huế. Vận động viên Nguyễn Hoàng Phước cũng từ đội Bon Lucky Huế. Vận động viên Nguyễn Đăng Trần Thiện, đội Bon Lucky Huế. Vận động viên Phạm Anh Tuấn, đội Cocky House. Và vận động viên Phạm Đức Lâm đến từ đội V Group. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Hồ Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên, Phó trưởng ban tổ chức giải sẽ lên trao quà cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, kính thưa quý vị, 6 vận động viên này là những vận động viên mà tất cả những lần VTV8 tổ chức giải bóng bàn họ đều tham gia. Có nghĩa là cả 7 lần VTV8 tổ chức giải bóng bàn thì họ có mặt cả 7. Và chắc chắn họ là những người mà đã chứng kiến, đã cảm nhận rất rõ cái sự ngày càng chuyên nghiệp hơn của VTV8 qua mỗi một năm tổ chức. Và đó có thể là cũng là lý do mà họ đã đồng hành cùng với giải đấu này trong suốt những năm vừa qua. Và hy vọng là trong những năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục nhìn thấy những gương mặt thân thương này có mặt tại giải đấu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vận động viên. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ nhìn thấy những cái tên thân thương của khu vực miền Trung Tây Nguyên, chúng tôi còn nhìn thấy những cái tên như là đội áo lụa Hà Đông, vâng, hay là đội Hải Dương, vâng, đội Hòa Bình Cần Thơ nữa, đúng không ạ? Vâng, nó cho thấy là thực sự giải đấu VTV8 đã có sự lan tỏa không chỉ ở khu vực miền Trung Tây Nguyên mà còn trên khắp cả nước nữa. Và để góp phần làm nên thành công của mùa giải năm nay, chúng tôi biết rằng có sự tham gia tích cực của các đoàn, các vận động viên cũng như là tổ trọng tài. Chúng ta góp phần thúc đẩy bộ môn bóng bàn cũng như là giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 ngày càng phát triển. Và ngay sau đây, ban tổ chức giải xin được kính mời đại diện trọng tài và đại diện của các đơn vị về tham dự giải. Chúng ta sẽ tiến lên phía trước bên cạnh các bảng tên đoàn để nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Anh Thi, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính mời ông Phạm Tấn Sử, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng. Trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, trưởng ban tổ chức giải. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Thao, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính mời nhà báo Hồ Thái, phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, phó trưởng ban thường trực tổ chức giải. Trân trọng kính mời ông Trần Cảnh Tuấn, phó chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, phó trưởng ban tổ chức giải. Và ông Trương Vũ Quỳnh, phó trưởng ban tổ chức giải sẽ lên tặng cờ lưu niệm và hoa cho đại diện trọng tài và đại diện các đoàn vận động viên. Trong năm thứ 7 của giải đấu, chúng ta chào đón hơn 80 đoàn vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong khắp cả nước, với hơn 300 vận động viên đã tề tựu tại Cung Thể thao Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng để tham dự giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8. Hy vọng là tất cả các vận động viên, các huấn luyện viên sẽ có những cái ngày tháng thật là thú vị, thật là đáng nhớ tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, cảm nhận được không khí của một thành phố đáng sống tuyệt vời như thế nào.
và có những ngày thi đấu thật là sôi nổi, thật là nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn cùng với giải bóng bàn của chúng ta. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị đã nhận hoa cũng như là cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Và có được giải bóng bàn tranh cúp VTV8 được tổ chức một cách quy mô và chuyên nghiệp như hiện nay, chúng tôi cũng phải kể đến sự đồng hành ủng hộ của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Sự đồng hành của các nhà tài trợ không chỉ mang đến giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho các vận động viên. Và một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đơn vị doanh nghiệp đã đồng hành cùng với giải và các vận động viên. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Okani Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung, khu nghỉ dưỡng và lưu trú với hệ thống sinh thái kén bungalow, Công ty Hỏa Châu, Công ty Thư Sport 1, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Thiện Nhân Hospital Đà Nẵng, Công ty Luật hợp danh FDVN, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Lý Châu Giang, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sài Gòn Nhôm, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty Vicenza. Xin được cảm ơn các đơn vị tài trợ và xin được chúc cho giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 lần thứ 7 sẽ được thành công tốt đẹp. Và kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể khán giả, như vậy là lễ khai mạc giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024 đến đây đã kết thúc. Sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ dự khán xem các trận thi đấu trong khuôn khổ của giải đấu. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, như trên màn hình của quý vị và các bạn thì chúng ta đang thấy vận động viên, có thể khẳng định là ở thời điểm này là vận động viên số 1 của bóng bàn Nam Việt Nam, vận động viên Nguyễn Anh Tú đang có những động tác khởi động với đối thủ của mình sẽ thi đấu trong trận thứ hai là vận động viên Trần Huy Bảo của Android Việt Nam. Trước giải đấu này thì trao đổi với một số vận động viên cũng như là huấn luyện viên, chúng tôi cũng được biết là khi mà có quy định chấp điểm thì các vận động viên ở hạng trình độ thấp sẽ có thêm cái tinh thần thi đấu hơn, có thêm động lực hơn. Khi nói nôm na là được cấp vốn trước 2 điểm hoặc là có thể là 3 điểm khi đó là trận đấu giữa vận động viên hạng A cộng và vận động viên hạng B. Vâng, chúng ta thấy là hai quả dao của Nguyễn Anh Tú thì hai đều rồi. Anh Nguyễn Thủy thấy thế nào ạ? Anh Tú đã coi như là gỡ lại. Anh Tú đã làm cho chúng ta phải thay đổi khái niệm về đẳng cấp. Thưa, chỉ cần hai cú giao bóng đầu tiên ăn điểm trực tiếp trước Huy Bảo, tôi thấy là hứa hẹn đây sẽ là một trận đấu áp đảo của anh Tú. Đấy là đánh giá của cá nhân tôi. Một cầu thủ 31 tuổi đang xếp hạng 267 thế giới sẽ làm bùng nổ cầu trường bằng trận cầu này đây. Vâng, một vận động viên bóng bàn đã ngoài 30 như anh Tú, đương nhiên là kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như là các giải đấu đỉnh cao trong nước cũng rất nhiều rồi. Và chỉ sau 4 quả thì tỷ số đã được san bằng. Vâng, đó là một cú kết tốt của Huy Bảo và 4-3 cho vận động viên của Android Việt Nam. Vâng, quả kết rất gọn, có độ khó. Chúng ta đang chờ những pha đánh đẳng cấp như vậy để chờ xem là anh Tú có những phương án gì hay không. Một quả trái vừa rồi cũng rất bắt mắt của Trần Huy Bảo và 5-3. Chúng ta thấy là mặc dù là anh Tú sau hai quả đầu tiên cầm dao thì Tú đã san bằng hai đều. Nhưng lúc này thì Huy Bảo đã đòi lại 5-3. Chính xác bây giờ là 5-4 cho Huy Bảo. Lần này thì trượt rồi. 5 đều. Thế trận vẫn đang rất giằng co và thực sự là với điểm chấp cách biệt chỉ là 2 điểm thì có những thời điểm chúng ta cũng khó có thể nhận ra đây là một trận đấu giữa vận động viên
chấp điểm và một vận động viên được chấp đến 2 điểm đúng không anh? Đúng như vậy, trong bóng bàn chấp 2 điểm gần như là sự chênh lệch không đáng kể. Và chúng ta sẽ thấy rằng là có thể là 8 đều, 9 đều, 10 đều cũng chưa biết là vận động viên chấp có thể thắng được không chấp được không. Nên là theo tôi là trong bóng bàn mà một vận động viên như Huy Bảo được vậy là vận động viên của anh Tú chấp 2 điểm là tôi thấy rằng Trần Huy Bảo sẽ là một vận động viên rất mạnh chứ không phải rất đơn giản. Đó cũng là một cái thử thách cũng không phải là nhỏ dành cho anh Tú. Dù sau hai quả giao bóng thì anh mang về 2 đều rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nhìn vào điểm số thì anh Tú vẫn thể hiện đẳng cấp của một vận động viên nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn top đầu của bóng bàn Việt Nam. Vâng, quá đẳng cấp. Ở vào thế phòng thủ nhưng anh Tú thực sự là có cái sự chủ động rất nhiều. Rất bất ngờ. Và Huy Bảo mặc dù vận động viên có tầm vóc tốt, tuy nhiên cũng không thể với được cú đánh khá điềm tĩnh và thực sự là lạnh lùng nhưng rất hiệu quả của anh Tú. Cách biệt là 5 điểm và game point cho Nguyễn Anh Tú. Cách biệt như thế này thì không có lý do gì anh Tú lại để sống ở game 1 cả. Vấn đề chỉ là thời gian và anh kết ở điểm thứ mấy mà thôi. Bóng không qua lưới. Vẫn còn đến 4 điểm game cho anh Tú. Vâng, rất gọn gàng, uy lực. Cú đập vừa rồi thì là một màn kết thực sự là hoàn hảo cho game 1. Đấu đầu tiên đã kết thúc với điểm là 11-6. Cũng khá nhẹ nhàng cho vận động viên Nguyễn Anh Tú, đúng không anh Nguyễn Thị? Chúng ta mặc dù cũng có dự đoán là ít nhiều cũng khó khăn cho tay vợt tuyển thủ quốc gia này. Đúng là khi mà Huy Bảo có chút bùng nổ thì tôi thấy rằng là những điểm Huy Bảo có là sự kết thúc mạnh ở phía bên tay phải. Nhưng mà với một đẳng cấp của anh Tú, một vận động viên hàng đầu của Việt Nam bây giờ thì hình như có vẻ là anh đã nhìn thấy ngay ra điều đó. Và những cái điểm tiếp theo rất quan trọng của trận đấu này là cái quả anh Tú phòng thủ bên phải. Anh Tú phòng thủ bên phải. Đây là một trong những quả như thế. Và đó chính là mấu chốt để dẫn đến chiến thắng. Thì trong bóng bàn thì người ta nói là dơ dưới cũng dễ đánh hơn dê trên. Nhưng mà đẳng cấp thì vẫn lại là mãi mãi. Cho nên là anh Tú đã thể hiện một đẳng cấp thực sự. Theo dự đoán thì kết quả trận thứ hai này khó có thể thoát khỏi tay anh Tú. Theo cái đấy là cá nhân tôi. Vâng, rõ ràng thì khi mà trận đấu có điểm chấp thì chúng ta cũng có thể đưa ra những cái dự đoán khác nhau. Cũng có những trường hợp mà vận động viên chấp điểm. Sau những quả đầu tiên thì nới rộng, cách biệt được nới rộng ra. Ví dụ như chấp 2-0 thì sau 3 quả là lên 5-0 là thấy khó về tâm lý rồi. Tuy nhiên anh Tú thì cũng không rơi vào một trường hợp như vậy. Ít ra là những gì mà chúng ta chứng kiến trong. Vâng, đó là đẳng cấp. Đó là cú đối vật mà chúng ta vẫn thường thấy ở một vận động viên của đội tuyển quốc gia. Điểm đầu tiên của game 2 là điểm dành cho anh Tú. Và 2 đều giống như game 1 rồi. Game 1 thì có những thời điểm hai bên giằng co ở giữa game. Tuy nhiên là càng về cuối thì anh Tú càng thể hiện đẳng cấp của một tay vợt top đầu. Nếu như không muốn nói là tay vợt số 1 nam của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. 3-2 cho anh Tú. Huy Bảo vẫn chưa có được điểm nào trên bàn cả. Vâng, vừa rồi mới là điểm đầu tiên trong game 2 của vận động viên Trần Huy Bảo. 3 đều. Mới chỉ là những điểm số đầu tiên trong game đấu thứ 2 này mà thôi. Cú móc chạm vào cạnh vợt của anh Tú.
thử vẫn đang trong tầm kiểm soát của vận động viên được đánh giá cao hơn lúc này là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Anh Tú. Cú giật trái thực sự là khó chịu và quá đẳng cấp. Nhưng lần này là một cú đánh hay của Huy Bảo đã gây bất ngờ. Cú bỏ của anh Tú rất hiểm nhưng Huy Bảo cũng rất chủ động. Bốn đều rồi. Cho đến thời điểm này của game 2 và chính xác là kể từ đầu trận đấu đến giờ thì anh Tú cũng không gặp nhiều khó khăn khi phải chấp điểm 6-4. Trong khi Huy Bảo mới lên được 2 điểm thì anh Tú đã lên được 6 điểm rồi. Có 6 điểm. Nguyễn Anh Tú là một trong những vận động viên đã tranh tài tại vòng loại môn bóng bàn Olympic Paris 2024. Nhưng kết cục thì chúng ta đã biết là đã không có vận động viên nào của Việt Nam ở môn bóng bàn tranh tài tại Olympic. Vận động viên có thành tích tốt nhất ở vòng loại của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là vận động viên Đinh Anh Hoàng, chỉ dừng bước ở vòng bán kết. Trong khi đó về nữ thì vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh, vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lọt vào trận chung kết nhưng đã để thua đại diện của Singapore và cũng không thể góp mặt ở Olympic Paris trong môn bóng bàn. Lúc này là 7 năm cho Nguyễn Anh Tú. Vẫn chưa có điểm sáng thực sự đáng nói từ phía vận động viên Trần Huy Bảo, mặc dù cũng có những cái sự ghi nhận về những dấu ấn về chuyên môn trong một vài pha bóng. Vâng, mặc dù bóng chạm lưới nhưng anh Tú vẫn rất chủ động. Quả moi từ dưới lên của anh Tú thể hiện khả năng chuyên môn rất tốt của vận động viên này. Huy Bảo có vẻ như là vẫn loay hoay tìm ra cách khắc chế lối đánh của đối thủ Nguyễn Anh Tú. Tuy nhiên thật sự tìm ra một cách hữu hiệu để có được một chuỗi lên điểm liên tiếp thì vẫn đang là một khó khăn rất lớn. Vâng, chưa thể có một cú đánh chết bóng trong tình huống thuận lợi như vậy. Tưởng như trong pha tấn công trên bàn vừa rồi thì sẽ là một cú lắc cổ tay và bóng đi với lực lớn hơn để có thể kết bóng nhưng không có pha bóng như vậy cho Huy Bảo. Những cơ hội như vừa rồi là rất hiếm mà Huy Bảo lại không thể tận dụng được thì thực sự là khó cho Huy Bảo, đúng không anh Nguyễn Thị? Đúng rồi. Và trong môn bóng bàn xét đấu rất là ngắn. Và những cơ hội như vừa rồi Huy Bảo có trong với cú đánh cổ tay trên mặt bàn mà không phát huy được thì đúng là anh đã bỏ lỡ một cơ hội. Thực ra thì khi anh làm hỏng một trái bóng thì cộng cho đội bạn một trái bóng. Cho nên là việc mà tiếp tục thất thủ ở giờ này cũng là cũng xuất phát từ những điểm đấy. Vâng, thất thủ rồi, 1-7. Như vậy là 2-0 sau 2 set cho anh Tú. Anh Tú đúng là đang thể hiện vai trò của một vận động viên chủ lực.
tắc này thì các đội cũng phải có những cái toan tính để có thể và có những cái dự đoán nữa để biết vận động viên của mình nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước đối thủ nào hoặc là trước trận đấu nào. Vậy chúng ta chuẩn bị theo dõi game 3 trong trận đơn thứ hai giữa hai đội Anro Việt Nam và Sĩ nghiệp Đồng Máy Sài Gòn ở nội dung đồng đội hạng A của giải bóng bàn truyền thống Tân Cúp VTV8 năm 2024 diễn ra tại cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024. Mời hai đội sân quay miền Bắc và Đa Phước về bàn số 17. Quả trái tốt của Huy Bảo. Và đập bóng ngay người và Huy Bảo đã không kịp trở tay rồi. Chỉ còn lại một điểm cách biệt thôi. Một điểm cách biệt thì thực ra với vận động viên Anh Tú thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vâng. Phòng thủ tốt. Mà còn có ý đồ nữa. Và kề bóng thể hiện sự quan sát và bản lĩnh của vận động viên Nguyễn Anh Tú. Ở các trận đấu giữa những vận động viên bóng bàn đỉnh cao thì khi mà ở vào thế phòng thủ thì các vận động viên cũng phải luôn luôn đến tính đến những cái phương án tấn công ngay, đúng không anh Nguyễn Thị? Đúng như vậy. Một vận động viên hàng đầu thì thông thường họ có rất nhiều phẩm chất và rất khó chúng ta có thể phát hiện ra điểm yếu của họ. Ngay cả khi họ rơi vào thất thế phòng thủ thì cái phòng thủ của họ cũng rất độc, đó chính là đẳng cấp của bóng bàn. Vâng, và trong các trận đấu đỉnh cao thì chúng ta cũng không ít lần thấy những vận động viên rơi vào thế phòng thủ, nhưng đó chỉ là một cái tình thế nhất thời thôi. Phòng thủ nhưng đó là một sự phòng thủ mang tính chủ động rất cao, và khi có thời cơ thì họ hoàn toàn có thể phản đòn. Hôm nay thì trượt rồi, điểm cho Huy Bảo. Nhưng lợi thế vẫn đang nghiêng khá nhiều về vận động viên Nguyễn Anh Tú. Điểm cho Anh Tú. Lúc này đang là 7-4 rồi. Tình thế đang ngày càng khó khăn dành cho vận động viên của Anro Việt Nam. Đỡ bóng không tốt và 8-4 cho Anh Tú. Anh Tú ở vào thế phòng thủ. Và chúng ta thấy sự chủ động cũng như là có tính toán. Điều bóng vào những vị trí khác nhau của Trần Huy Bảo. Và có thêm những hy vọng, dù là hy vọng mong manh trong game 3 này. Tám sáu cho anh Tú rồi. Và lợi thế nữa là vận động viên này cầm giao bóng. Khi những thời điểm cần thiết và tùy vào đối thủ thì anh Tú có thể đưa ra những tình huống anh giao bóng xoáy ngang thực sự là rất khó chịu. Chúng tôi thấy là quan sát anh Tú thi đấu ở nhiều giải thì ở những quả giao xoáy ngang thì anh Tú đã không ít lần làm bất ngờ và đối thủ thường là đỡ hỏng, bung bóng hoặc là để bóng lưới. Điểm số lúc này là 7-9, Huy Bảo giao bóng. Điểm số này là rất quan trọng. Vâng, một phong cách phòng thủ rất quen thuộc. Luôn luôn có sự điềm tĩnh và chủ động rất cao. Chỉ cần một cú chuyển cổ tay thôi, lắc nhẹ cổ tay điều bóng qua góc trống thì
Huy Bảo cũng đã phải chào thua rồi. Vâng, match point 17 cho anh Tú, chỉ còn một điểm nữa thôi. Nhưng đó là một cú đỡ hỏng, trận đấu vẫn chưa kết thúc được. 18. Nhưng lúc này anh Tú đang có cơ hội rất lớn, đang dẫn đến 2 điểm, có 2 match point. Và trước mắt anh Tú là quyền cầm dao 2 quả. Chúng ta chờ xem 2 quả dao này. Anh Tú, quả dao xoắn à? Vâng, đó là điểm cuối cùng rồi. Cú đánh không qua lưới của Huy Bảo đã giúp anh Tú kết thúc game 3 với điểm là 11-8. Và đúng như chúng tôi dự đoán, khi có sự góp mặt của vận động viên chủ lực anh Tú, dù là chấp điểm đối thủ 2 điểm, nhưng đó không phải là một khó khăn lớn. Xin được thông tin lại là vận động viên đôi của vận động viên của Andro Việt Nam là Nguyễn Như Thành Nhân và Nguyễn Quốc Dũng. Trong khi đó đôi của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn đó là Nguyễn Thanh Tuấn và Mai Hoàng Mỹ Trang. Ở trận đấu thứ ba này thì vận động viên Nguyễn Anh Tú, vận động viên chủ lực của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn tạm nghỉ sau khi anh vừa thi đấu trận thứ hai. Đôi của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, Vĩ Trang, Thanh Tuấn, và đôi của Andro Việt Nam đó là Thành Nhân và Quốc Dũng. Như anh Nguyễn Thủy đã nhận định thì chúng ta rất chờ đợi trận đấu đôi này. Bởi vì sau hai trận đánh đơn đầu tiên thì tỷ số vẫn đang là bất phân đẳng phạm thắng bại. Sau trận đơn thứ nhất thì Andro Việt Nam tạm dẫn trước 1-0. Tuy nhiên sau chiến thắng vừa rồi của vận động viên Anh Tú trước đối thủ Huy Bảo thì điểm số được san bằng 1-1 giữa hai đội Andro Việt Nam và Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn. Theo như anh Nguyễn Thủy thì ở trận đánh đôi này chúng ta chờ đợi gì ở vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang sau khi để thua trong trận đơn đầu tiên này? Thật tôi nghĩ rằng trận đánh đôi này là một trận đấu rất quan trọng, có thể là một trận đấu mấu chốt để có thể dẫn đến chiến thắng của toàn đội. Và vận động trận đánh đôi này là trận đánh đôi của 4 vận động viên trình độ loại B, tức là họ có trình độ ngang nhau với đẳng cấp và sức mạnh của một tay vợt hàng đầu về nữ Mai Hoàng Mỹ Trang. Thì tôi nghĩ rằng tất cả họ sẽ lấy công làm thủ, sẽ lấy tấn công để bù phòng thủ, chứ không ở trình độ này chúng ta không thể nói đứng đỡ phòng thủ được, mà chúng ta phải lấy tấn công. Chỉ có tấn công mạnh, tấn công chính xác và với cái lối đánh bền bóng sẽ là cái để cho kết quả tốt nhất. Vâng, chúng ta cũng rất chờ đợi, không chỉ là chờ đợi ở vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang mà chờ đợi ở 3 vận động viên nam còn lại. Đấu này có 1 nữ và 3 nam. Đôi của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn là đôi nam nữ, mình tính là đôi thôi. Và đôi của Andro Việt Nam là đôi nam, mình tính là đôi thôi. Chúng tôi cũng xin có thêm thông tin. Ở giải vô địch bóng bàn quốc gia năm 2024, giải đấu mới diễn ra cách đây không lâu ở Nha Trang, Khánh Hòa,
thì vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang khi đứng đôi với người đồng đội Phan Hoàng Tường Giang ở nội dung đôi nữ thì đã giành ngôi Á quân. Như vậy là trong trận chung kết của giải vô địch quốc gia nội dung đôi nữ thì vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang đã để thua đôi Trần Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga, và đôi của vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chính xác là đôi của đội tuyển bóng bàn nữ Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí Á quân ở nội dung đôi nữ. Có thể thấy là bóng bàn nữ Thành phố Hồ Chí Minh dù là đang trong quá trình chuyển giao thế hệ với việc dần dần lùi vào hậu trường của vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang, tuy nhiên thì Mỹ Trang vẫn là một trụ cột rất quan trọng và có những cái đóng góp thực sự là đáng ghi nhận trong cái thành tích chung của bóng bàn nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng bàn nữ Thành phố Hồ Chí Minh thì ở giải vô địch quốc gia năm 2024 thống trị gần như là tuyệt đối ở nội dung thi đấu của nữ. Đơn nữ thì Thành phố Hồ Chí Minh ẩm trọn giải nhất, giải nhì và đồng giải ba. Chúng ta bước vào theo dõi trận đấu đôi, đấu rất được chờ đợi như chúng tôi đã nhận định. 2-0 cho đôi của Thành Nhân và Quốc Dũng. Ba không. Quả trái không tốt vừa rồi là của vận động viên Quốc Dũng. Đôi nam của đôi Việt Nam thì vận động viên Thành Nhân là vận động viên có tầm vóc cao hơn một chút so với vận động viên Quốc Dũng và đang ở vị trí bên này camera toàn. Còn đôi nam nữ bên kia thì chúng ta dễ dàng phân biệt hơn. Vận động viên Mai Hồng Mỹ Trang và người còn lại là vận động viên Thanh Tuấn. Vận động viên có chiều cao tốt nhất trong số 4 vận động viên đã thi đấu ở bàn số 8 này. Quả trái hỏng của Mỹ Trang. Và 5-1 cho đôi Thành Nhân và Quốc Dũng. 6-1 rồi. Bằng hai pha liên tiếp thì hai vận động viên của xứ Đại Mãi Thầy Gòn không thành công với những quả trái. Vâng, quả vớt bóng có thể nói là cực kỳ đẳng cấp và kinh nghiệm của Mai Hoàng Mỹ Trang. Một số vận động viên không có điều kiện thi đấu không có kết hạn. Cứ bóng vừa rồi của Mạnh Quỳnh Trang, chúng ta tự như là bóng sẽ trồi lên và là sẽ đập kết bóng của đội Thành Nhân Quốc Dũng như không. Đằng này là cú giật tốt của Thanh Tuấn. Đó, ở cái khu vực đó không ai đứng ở đó hết á. Nhưng vẫn đang là một cái khá lớn về điểm số dành cho đội Thành Nhân và Quốc Dũng. Và giao hiểm xoáy xuống của Thanh Tuấn. Còn ở tình huống bị gắt điểm như rồi thì những quả giao bóng lợi hại được phát huy sẽ có tác dụng. Bóng ra ngoài, những quả kết có thể nói là rất hiệu quả của Thanh Tuấn. Đôi Mai Hoàng Mỹ Trang và Thanh Tuấn có thể nói là đang chắc chiêu từng điểm một. Mỹ Trang phòng thủ rất tốt. Nhưng điểm của pha bóng vừa rồi vẫn thuộc về đôi của Thanh Nhân và Quốc Dũng 8 năm rồi. Mình thấy đang ngày càng khó. Và đôi Sĩ Nghiệp Đồng Máy Sài Gòn. 6-8. Giật cuối cùng trong một loạt những pha đối giật của hai bên. Đối giật cuối cùng của Mai Hồng Mỹ Trang thì lại hỏng.
sau những quả bóng ngắn là bóng thì 1-0-2-3 đã khởi công và quả giật thực sự là bắt mắt. Tuy nhiên quả cuối cùng của Mai Quỳ Trang thì bóng không đi vào bàn. Vâng, điểm game cho Thành Nhân và Quốc Dũng. Quả trái tốt của Mỹ Trang, 70. Có một chị áo hồng và một anh áo trắng đang đứng ở khu vực dưới lòng sân. Đề nghị những người không có nhiệm vụ đến khán đài. Các vận động viên mà đứng mời hết lên khán đài đi. Còn lại thi đấu là có chỗ ngồi hết rồi. Thời điểm hết sức tập trung, đặc biệt là đôi Mỹ Trang và Thanh Tuấn. Vâng, rất tiếc cho Mai Hoàng Mỹ Trang với tình thế chúng tôi nghĩ là khá thuận lợi, nhưng Mỹ Trang đã không có được một quả kết như ý. 11-7 cho đôi Thành Nhân và Quốc Dũng. Anh Nguyễn Thủy có đánh giá như thế nào về những diễn biến của trận set đấu đầu tiên của trận đôi ạ? Ở set đánh đôi, ở trận đánh đôi này thì tôi thấy là có hai nhân vật mới là Thành Nhân và Thanh Tuấn là xuất hiện. Tuy nhiên thì tôi thấy có vẻ như Thành Nhân bắt nhịp tốt hơn. Thanh Tuấn có vẻ hơi cứng. Có lẽ cũng là trận đầu cho nên là vào đòn của Thanh Tuấn có vẻ hơi sát thủ quá. Và khi hơi sát thủ thì nó cũng sẽ cũng dẫn tới tỷ lệ hỏng nhiều hơn. Thiết nghĩ rằng trong đánh đôi thì việc phối hợp hài hòa giữa hai vận động viên là điều rất quan trọng. Đặc biệt là cái tỷ lệ vào bàn cao và đánh nhiều bát mới là sự lựa chọn của chiến thắng. Chứ đánh sát thủ thì chưa chắc đã phải là lựa chọn đúng đắn. Thì nhưng tuy nhiên thì với thất thủ của set 1 giữa coi như là cặp đôi Tuấn và Trang thì cũng chưa nói điều gì. Các bạn xem đến là sẽ mọi cái sẽ được coi như là huấn luyện viên điều chỉnh trong set đấu thứ 2. Vâng, có một điểm rất đặc biệt ở môn bóng bàn, nhất là các trận đấu đôi của môn bóng bàn không như những trận đấu đôi của cầu lông hay là những trận đấu đôi của quần vợt. Những trận đấu đôi của cầu lông và quần vợt thì có thể là những vận động viên có thể ép liên tục một vận động viên mà có chuyên môn thấp hơn. Tuy nhiên trong bóng bàn thì không như vậy. Các vận động viên phải thay phiên nhau đánh hết người này tới người kia, và thực sự là pha bóng của vận động viên này có ảnh hưởng rất lớn đến pha bóng tiếp theo của người đồng đội của mình, đúng không anh? Đúng như vậy, cũng là môn thi đấu coi là đối kháng. Tuy nhiên thì môn tennis và môn cầu lông nó khác một bóng bàn như vậy. Môn bóng bàn là không đánh thay được, không làm thay được, và bóng của ai người đấy đánh. Cho nên việc mà thay đổi giao bóng cũng có thể thay đổi kết quả một cách nhanh chóng 180 độ. Thậm chí là có những trận đấu mà tôi thấy là cái set 1 thì một đội áp đảo, nhưng set thứ 2 chỉ là đổi bóng cái là bên kia lại thua áp đảo. Đây không phải là do trình độ của vận động viên, mà do có thể là khả năng bắt nhịp với đường bóng mới là còn rất khó khăn. Nó không giống như tennis. Tennis là người ta có thể là gọi là chọn hũ nếp, tức là vận động viên nào yếu thì họ cứ dí vào vận động viên, dồn bóng vào bên đấy. Đấy là cũng là đấu pháp của tennis cầu lông, nhưng bóng bàn thì lại khác. Vâng, hy vọng rằng với sự thay đổi về đấu pháp thì đôi Mai Trang và Thanh Tuấn sẽ có những khởi sắc ở trận đấu hai này. Vâng, chúng ta cũng hy vọng là trận đấu đôi này sẽ có những diễn biến cân bằng hơn để có những cái cuộc tranh chấp hấp dẫn và ngang tài ngang sức hơn. Đặc biệt là với đôi đang bị dẫn là đôi Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Thanh Tuấn. Trở lại với diễn biến của trận đấu thì tỷ số lúc này đang là 4-4. Đội của Ando Việt Nam vẫn đang thi đấu với một sự điềm tĩnh và có vẻ như là chính xác hơn. Nhưng lần này là một cú trái bóng không qua lưới. Như chúng tôi đã có những phân tích thì với những vận động viên cầm vợt chặt thì những cú trái nếu có thì cũng không phải là một điểm mạnh của vận động viên cầm vợt chặt. Và khi mà đối đầu với những vận động viên cầm vợt chặt thì những tình huống ép trái cũng là một cái miếng đánh mà những đối thủ của những vận động viên cầm vợt chặt có thể tính đến.
6 đều. Chúng ta trông chờ vào một sự cân bằng hơn trong set đấu thứ hai này. Và những diễn biến trên bàn đang có vẻ như là như vậy. Lợi thế có được game 1 giành chiến thắng của đôi vận động viên Thành Nhân và Quốc Dũng. Tuy nhiên thì ở game 2 này, Thành Nhân và Quốc Dũng vẫn chưa cho thấy mình thực sự bứt lên. Thanh Tuấn giao bóng. Vâng, cơ hội để có một cú đập trên bàn. Tuy nhiên là bên phía Mỹ Trang, Thanh Tuấn lại đánh hỏng. Người kết bóng vừa rồi là Thanh Tuấn. Đây mới là trận đấu đầu tiên của thao vật Thanh Tuấn tại giải VTV8 năm nay. Có vẻ như là trong một số tình huống chúng tôi cảm giác là thao vật này cũng chưa có được một sự hòa nhập. Thi đấu trận đầu tiên mà lại đánh đôi nữa thì có thể có một chút bất lợi về chuyên môn lẫn tâm lý. Bởi vì chúng tôi đã nói bóng của mình nhưng mà cũng là bóng của người khác, bóng của người đồng đội. Quả kết rất hay của Mai Hoàng Mỹ Trang. Chúng ta thấy lại thấy đẳng cấp của một vận động viên tuyển thủ quốc gia, tay vợt kỳ cựu trong làng bóng bàn nữ của Việt Nam. Vâng, cú kết cú giật rất khó và Thanh Tuấn đã để bung bóng với những quả đánh ngay vào người thì thực sự là vận động viên phải có một sự chủ động, nếu không thì không né kịp thì cũng rất khó để có thể ở vào một thế thủ tốt. 18 rồi. Vâng, đó là 11-8 cho Thành Nhân và Quốc Dũng. Vâng, chúng ta cũng thường có cái tâm lý là cổ vũ nhiều hơn cho đội đang bị dẫn trong thể thao là như vậy. Tuy nhiên thật sự là với những cái diễn biến kể từ đầu trận đánh đôi cho đến thời điểm này thì sự đánh giá cao hơn dành cho đội của Thành Nhân và Quốc Dũng. Có lẽ vào lúc này thì đội xứ nghiệp Đồng Bằng Sài Gòn cũng tính đến một cái cuộc chơi dài hơi hơn trong trận đấu này. Có thể là nhiều khả năng ở trận đấu đơn thứ tư, chắc chắn là sẽ cần đến trận thứ tư rồi, thì sẽ có sự xuất hiện trở lại của vận động viên Nguyễn Anh Tú. Và chúng ta cũng chờ xem vận động viên chủ lực của xứ nghiệp Đồng Bằng Sài Gòn có được trận thắng tiếp theo hay không. Thực sự vào tình thế ở trận đánh đôi này thì cũng càng khó cho đôi của Mỹ Trang và Thanh Tuấn. Nhưng cũng có những hy vọng, biết đâu trong game 3 này thì Mỹ Trang và Anh Tuấn có những pha xuất thần. Thi đấu đồng đội phong trào, cộng với những cái con đường chưa hợp lý của đối thủ và những cú đánh sai sót của đối thủ thì họ cũng có cơ hội vượt lên. Chúng ta chờ xem, bây giờ là điểm 3-2 cho Mỹ Trang và Thanh Tuấn rồi. Ba đều. Cả hai đang chắc chiêu từng pha giao bóng một để có thể đưa ra những phương án tốt nhất. Cú trái ra ngoài rồi.
đập bóng ngay trên bàn khá dễ của vận động viên Quốc Dũng. Có những sự hội ý để có những phương án hợp lý hơn, hữu hiệu hơn, nhất là từ phía đội vận động viên đang bị dẫn là Văn Hoàng Mỹ Trang và Thanh Tuấn. Thời điểm mà Mỹ Trang và Thanh Tuấn cần những tư vấn từ người đồng đội đẳng cấp cao hơn, đó là vận động viên Nguyễn Anh Tú. Trong khi đó thì huấn luyện viên của Andro Việt Nam có lẽ là cũng muốn các vận động viên của mình giữ nhịp và phát huy tốt những quả sở trường và ít ra là khắc chế đối thủ. Nói chung là những diễn biến đang thuận lợi nhiều hơn cho đôi vận động viên Thành Nhân và Quốc Dũng, và có những dự đoán là sẽ đấu thứ ba này, game 3 sẽ là game khép lại trận đánh đôi. Và cuộc đối đầu giữa hai đội Andro Việt Nam và Xí Nghiệp Đầu Máy sẽ còn tiếp tục. Thực tế thì sau hai trận đấu đầu tiên, số hòa một đều thì cặp đấu này ít nhất phải cần đến 4 trận thành phần. Và với những diễn biến như thế này, chúng ta cũng có thể có dự đoán là cần đến không chỉ là 4 trận mà biết đâu lại là 5 trận. Không được. Sáu bốn cho đôi của Thành Nhân và Quốc Dũng. Vâng, quả kết thì đó là không mấy khó khăn của Mai Hoàng Mỹ Trang với đẳng cấp của mình. Cú đánh dọc dây và góc trống. Cơ hội quá tốt, và ở thời điểm khó khăn như thế này thì Mai Hoàng Mỹ Trang không cho phép mình sơ sẩy được. Cú đánh của Mỹ Trang thì tốt, nhưng sau đó thì người đồng đội Thanh Tuấn lại đánh ra ngoài bàn rồi. Khá đáng tiếc. Hai quả hỏng liên tiếp của Thanh Tuấn. Thì hai vận động viên ít nhiều có chênh lệch về đẳng cấp mà đứng chung đôi với nhau thì thực sự là khó. Chưa kể đến khả năng phối hợp. Tám sáu, Mỹ Trang và Thanh Tuấn vẫn đang chắc chiêu từng điểm một. Vừa rồi là một quả bỏ bóng hợp lý và hiệu quả của Thanh Tuấn. Anh vẫn có những điểm sáng. Vâng, đó là một cú đánh chéo bàn nữa. Thời điểm rất hồi hộp. Game đấu được xem là bản lề của trận đấu đôi này. Nếu như phần thắng thuộc về đôi nam bên kia thì sẽ kết thúc trận đôi. Còn phần thắng thuộc về đôi của Mỹ Trang và Thanh Tuấn thì trận đôi này vẫn sẽ tiếp tục. Nguyễn Anh Tú vẫn đang rất thoải mái và đưa ra những tư vấn về chuyên môn. Quan sát ở bên ngoài thì có thể nói là những tư vấn của anh Tú dành cho đôi vận động viên nam nữ đang thi đấu trên sân của đội nhà là thực sự cần thiết. Và như người ta vẫn thường nói thì người ngoài thì bao giờ cũng sáng hơn, sáng nước hơn. Rất hồi hộp, và Mai Hoàng Mỹ Trang cầm giao bóng. Liệu có điểm 8 đều hay không? Vâng, 8 đều. Đội Mỹ Trang và Thanh Tuấn rất cần một set thắng này để thắp sáng lại hy vọng. Vâng, quả đập tốt của Mỹ Trang, nhưng trước đó cũng
ghi nhận một cú đánh khá hiểm hóc của Thanh Tuấn. Khi mà đối phương phòng thủ không hợp lý, bóng trồi lên rất nhiều thì công việc còn lại của Mai Hoàng Huyền Trang là cực kỳ đơn giản. Rất đáng tiếc. Chính đều. Game thứ 3 đáng xem hơn so với hai game đầu đúng không anh? Game thứ 3 này là cũng là một sự coi như là cố gắng rất cao của Thanh Tuấn và Bi Trang. Một rất tiếc là thưa các bạn là ở những thời khắc như vậy và những sai sót như vậy là rất chi là đáng tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là như vậy thì chân cầu này có thể rất dài. Mắt con cho đôi của Quốc Dũng và vâng, vâng, vâng. Vâng, 10 đều. Vâng, 10 đều. Vừa rồi là điểm cho Mai Hoàng Huyền Trang, rất đáng ghi nhận cho những nỗ lực lội ngược dòng, có thể nói là không biết mệt mỏi của đôi Mỹ Trang và Thanh Tuấn, và đặc biệt là những điểm sáng từ những cú đánh của vận động viên Thanh Tuấn. Vâng, bóng trồi lên khá nhiều. Thành Nhân và Quốc Dũng. Dường như vừa rồi là một quả cài bóng có phần sơ xuất của Mỹ Trang để bóng trồi lên. Những cú đánh như vừa rồi thì thực sự là Thanh Tuấn hay một vận động viên đẳng cấp cao hơn thì cũng khó làm nên một pha phòng thủ như ý được. Vâng, hai pha kết chéo bàn rất đẹp và thực sự là hiệu quả. Thanh Tuấn với tầm vóc tốt, sải tay dài, anh làm chủ pha đánh vừa rồi. Cả Mỹ Trang cũng làm sự tiếp nối để có thể ghi điểm. Vâng, khá đáng tiếc. Tình huống vừa rồi thì Thanh Tuấn quyết định là đối công ngay, nhưng cú đánh lại ra ngoài bàn rồi. Thanh Tuấn là vận động viên cầm giao bóng, cơ hội cho Mỹ Trang rất hay. Đó là Thanh Tuấn, một sự chủ động rất nhiều của cặp đấu Mỹ Trang Thanh Tuấn, và chúng ta thấy là liên tục nỗ lực chắc chiêu từng điểm một, và có thể nói là không chỉ vậy, chắc chiêu trong từng pha đánh một rất đẳng cấp. Đó là điều mà chúng ta trông chờ ở một trận đấu hạng A trong khuôn khổ giải bóng bàn tranh cúp VTV8 năm 2024. Lại là Thành Nhân và Quốc Dũng có match point ở trận này. Nhưng Mỹ Trang là tay vợt chuẩn bị giao bóng. Như vậy là trận đấu đã khép lại rồi, 14-12, khá đáng tiếc. Dù rất nỗ lực trong game 3 này, tuy nhiên thì đôi của Mỹ Trang và Thanh Tuấn, đôi của Sĩ Nghiệp Nhà Máy Sài Gòn cũng không thể có được một game thắng, và trận đấu khép lại với phần thắng 3-0 cho đôi Quốc Dũng và Thành Nhân đến từ câu lạc bộ Android Việt Nam. Tỷ số các set đấu lần lượt là 11-7, 11-8 và 14-12. Các trọng tài chúng ta